Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trao đổi về các điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế nhé. Đây là chương trình tích hợp của lớp 12 giữa các môn. Ví dụ như chúng ta học về công dân giáo dục thì chúng ta sẽ nghiên cứu về điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia và điều ước quốc tế trong cái mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và luật pháp của quốc gia. Cũng như là trong môn lịch sử thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bài liên quan đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1949. Và môn tiếng Anh thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ở cái phần là các cái tổ chức quốc tế. Về điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia thì các em lưu ý là điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận ký kết nhằm điều chỉnh các cái mối quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực về quan hệ quốc tế. Còn điều ước quốc tế có thể có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như là hiệp định, hoặc là công ước, hoặc là hiến chương, chẳng hạn như là công ước về quyền của trẻ em, cũng như là hiến chương của Liên Hiệp Quốc, hiến chương của ASEAN, hoặc là những cái hiệp định tự do thương mại giữa các quốc gia Bắc Mỹ hoặc là các quốc gia ASEAN. Đấy là những cái là chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái vấn đề này. Trong cái mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế là một bộ phận của pháp luật quốc tế. Còn điều ước quốc tế không phải là văn bản luật pháp quốc gia. Vì thế cho nên trong thực tiễn cho thấy là các quốc gia thực hiện các cái điều ước quốc tế thì thường thường họ thực hiện bằng cách: một là thông qua các cái cam kết giữa các cái điều ước quốc tế thì các quốc gia sẽ điều chỉnh lại các cái luật pháp của Việt Nam làm thế nào để cho nó phù hợp, nó tương thích với lại các cái điều ước đã cam kết quốc tế, và tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện các cái văn bản pháp luật, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở quốc gia của mình cho nó phù hợp. Khi nói về điều ước quốc tế, thế thì các quốc gia ngồi lại với nhau để mà ký kết các cái cam kết thì thường thường là họ phải nghiên cứu về cái luật quốc tế. Và luật quốc tế thì nó bắt nguồn từ đâu? Thì hôm nay cô cũng muốn giới thiệu về cái bản chất và cái chức năng của luật quốc tế. Luật quốc tế đó là những cái nguyên tắc mà được khảo sát bởi các quốc gia, bởi cộng đồng các quốc gia trước khi nâng lên thành luật. Và những cái nguyên tắc này là một cái sự thiết yếu để mà điều chỉnh, để mà quản lý cái trật tự ở trong các cái mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Và cái khái niệm mà người ta nói về cái khái niệm về luật quốc tế thì thường thường chúng ta hay hiểu có mấy cái khái niệm. Đó là khái niệm đầu tiên là công ước quốc tế. Công ước quốc tế là Public International Law. Thế thì công ước quốc tế là nó điều chỉnh các cái mối quan hệ của các quốc gia với nhau. Thế còn tư pháp quốc tế là cái Private International Law thì nó chỉ điều chỉnh các cái mối quan hệ của các cá nhân hoặc là các cái nhóm người hoặc là các công ty với nhau. Thế thì thông thường khi mà xảy ra những cái tranh chấp thì người ta có một cái khái niệm nữa, đó là xung đột pháp luật. Xung đột pháp luật xảy ra khi mà tranh chấp giữa hai quốc gia với nhau thì người ta phải xem đó là công pháp hay tư pháp. Và đó là việc xem xét để xử cái việc đó nó liên quan đến luật của quốc gia nào, nó liên quan đến điều ước quốc tế nào, và nó liên quan đến cái tòa án nào sẽ được giải quyết. Cho nên đó là cái khái niệm về xung đột pháp luật. Và thông thường theo cái học thuyết về hợp nhất ấy, thì luật quốc tế nó phải được là xem như một phần của luật quốc gia. Vì các quốc gia khi cam kết vào các cái điều ước quốc tế thì phải rà soát lại những cái văn bản pháp luật của mình. Cho nên đấy là làm thế nào cho nó phù hợp, cho nó tương thích. Thì đó là cái quan điểm, cái gọi là cái học thuyết về vấn đề hợp nhất giữa điều ước quốc tế và luật pháp của quốc gia. Chúng ta cũng nghiên cứu là về cái nguồn của luật quốc tế. Nguồn của luật quốc tế thì theo quy định của cái điều 38 của Tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc á, thì người ta đã đưa ra các nguyên tắc liên quan đến vấn đề là giải quyết của các cái hiệp định. Thì căn cứ khi mà giải quyết các cái tranh chấp á, thì đầu tiên là phải xem xét các cái hiệp định, các hiệp ước đã ký với nhau.
Sau đó thì có thể là liên quan đến vấn đề tập quán, những cái quan hệ mà mang tính chất là chung nhất của một cái khu vực, nó không thành văn nhưng mà căn cứ vào đó, căn cứ vào những cái án lệ hoặc là những cái sách nghiên cứu mà đã được là các cộng đồng, các quốc gia văn minh họ thừa nhận, thì đấy cũng là một cái để mà coi đó là một cái nguồn, để mà nguồn của luật quốc tế. Nhưng mà thông thường thì người ta xem hiệp ước là một, tập quán là hai, là hai cái nguồn quan trọng nhất để mà đưa vào luật quốc tế. Thế thì nói đến điều ước quốc tế thì chúng ta như vừa rồi đã nói rồi là chỉ có nghiên cứu nguồn của nó là liên quan đến hiệp ước, liên quan đến điều ước hay là liên quan đến tập quán. Thì luật hiệp ước á, thì theo quy định người ta nói hiệp ước á, là nó điều chỉnh các cái mối quan hệ, nó được tìm thấy ở trong các cái văn bản luật quốc tế. Nó điều chỉnh theo cái hiện nay á, là chỉ liên quan đến các cái quốc gia thành viên, được tìm ra ở những cái hiệp ước song phương và đa phương của các cái quốc gia mà có tham gia vào. Chẳng hạn như là Liên Hiệp Quốc thì các thành viên đã đồng ý rằng là giao cái việc làm luật đó cho Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc. Thì đấy là những cái thỏa thuận mà đã được nâng tầm lên thành luật. Đấy. Thứ hai nữa, luật hiệp ước thì phải dựa vào cái sự đồng thuận của các quốc gia có chủ quyền. Ví dụ như khi một quốc gia tham gia vào tổ chức thương mại thế giới chẳng hạn, thì sau khi ký kết với tổ chức thương mại thế giới, thủ tướng là người thay mặt cho quốc gia đi ký kết, nhưng cái văn bản đó phải được là sự đồng thuận ở cái quốc gia đó bằng hình thức là thông qua quốc hội hay thông qua một cái tổ chức như thế nào, là tùy theo từng cái quan hệ của các cái quốc gia đó. Các quốc gia hoàn toàn là tự do để thể hiện cái sự là đồng thuận về cái hiệp ước đó như thế nào. Và chỉ có khi có cái sự đồng thuận đó thì cái hiệu lực của cái điều ước mới được thực hiện ở cái quốc gia đó. Chúng ta cũng nói đến vấn đề là ngoài cái hiệp ước, khi xảy ra những cái chuyện tranh chấp giữa các quốc gia về một cái điều ước quốc tế nào hay một cái tranh chấp nào đó, thì người ta thường thường người ta xem có các cái hiệp ước được ký kết hay không. Và trong những trường hợp khi cần thiết, người ta vẫn nghiên cứu về vấn đề tập quán của cái khu vực đó hay của các quốc gia đó. Vậy thì các cái nguyên tắc về tập quán đó, nó thường thường là xuất hiện trước khi có luật, trước khi có hiệp ước. Vậy thì cái luật tập quán đó được là khảo sát và được thực hiện ở rất nhiều quốc gia rồi, mà trước khi có luật là nó đã được thừa nhận, và nó cũng liên quan đến vấn đề xảy ra trong thực tế, xảy ra trong những cái gọi là ứng xử của luật. Và cái hình thức để mà người ta công nhận một cái tập quán thì nó phải có một cái yếu tố là nó có những cái đặc trưng sau đây. Chẳng hạn như là tính phổ biến. Một cái quan hệ nào đó thì phải được là chia sẻ ra là nhiều cộng đồng trên thế giới người ta thừa nhận thì mới coi đó là một tập quán. Chẳng hạn như là khi đi giữa biển mà gặp nạn, mà trông thấy cái tàu, trông thấy một cái máy bay mà đưa tay vẫy vẫy cầu cứu, thì không cần biết đó là kẻ thù hay không kẻ thù, thì về nguyên tắc là cái máy bay phải cứu, phải cứu cái tàu đó, phải có những cái dấu hiệu như thế nào đó để mà giúp đỡ cái tàu đó. Hoặc là đến đang giao tranh nhưng mà đưa cờ trắng lên gọi là đầu hàng, thì bên kia cũng phải chấp nhận cái sự đầu hàng đó bằng cái cờ trắng. Đấy là những cái tập quán mà từ xưa mà nó chưa có luật pháp mà người ta đã thừa nhận như thế. Thế thì ít nhất là nó phải có tính phổ biến. Thứ hai là nó phải có tính đồng bộ. Ở một cái khu vực nào đó mà đồng ý với lại cái mối quan hệ của tập quán đó, hoặc là nó phải mang tính chất lâu dài, nó đã có từ xưa và đến bây giờ vẫn được mọi quốc gia thừa nhận. Đấy, thì đấy là cái mà để người ta thừa nhận về vấn đề tập quán. Còn cái sự chấp thuận, đó là chấp thuận chung, là yêu cầu các cái tập quán là phải được là hợp pháp, chứ không phải là một cái tập quán mà nó mang tính chất là
ác độc hay là ảnh hưởng đến cái mạng sống của con người mà các quốc gia người ta thừa nhận nó phải là hợp pháp. Nó mặc dù nó là tập quán nhưng nó vẫn phải là hợp pháp. Và nó đòi hỏi phải có sự đồng thuận của giữa các cái quốc gia. Thế thì khi nói đến điều ước quốc tế thì thật sự ra khi cam kết vào các cái điều ước quốc tế là rất nhiều quốc gia có những cái là không hợp với nhau, không đồng thuận với nhau. Bởi vì cái cơ bản về vấn đề hệ thống luật pháp của cái bản thân cái quốc gia đó, họ theo cái hệ thống nào. Cho nên là ở trên thế giới thì người ta phân định ra có những cái hệ thống về luật pháp chính như sau. Chẳng hạn như là dân luật, hệ thống dân luật mà gọi là civil law chẳng hạn. Thế thì hệ thống dân luật là được soạn thảo thành văn bản luật và tòa án căn cứ vào những cái văn bản luật đó để mà xem xét những cái tội danh. Thế nhưng mà cái hệ thống dân luật này, hệ thống civil law này thì nó bắt nguồn từ Âu Châu và bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng ở Âu Châu rất nhiều quốc gia, là ví dụ như Pháp là theo cái hệ thống của civil law. Thế còn cái common law tức là thông luật. Thế thì thông luật đó thì bắt nguồn từ nước Anh, Mỹ, rồi thì theo cái trải dài cái qua những cái năm tháng mà nước Anh có những cái thuộc địa thì rất nhiều quốc gia thuộc địa của nước Anh cũng là theo cái hệ thống common law. Mà common law là cái gì? Chủ yếu là phân tích từng tình huống và nặng về vấn đề là chứng cớ, rồi thậm chí là căn cứ vào cái án lệ để mà xét xử. Cho nên cái người chánh án tòa án là cái quyết định của ông ta rất là cao ở trong cái lúc xử án, là căn cứ vào thực tế, căn cứ vào những chứng cớ và căn cứ vào những cái án lệ để mà xem xét, mà có khi không cần phải phù hợp với lại cái điều luật đã soạn sẵn. Thế còn thì có một cái hệ thống của các quốc gia Hồi giáo. Thì các quốc gia Hồi giáo thì họ dựa vào tôn giáo là chính, cho nên họ có cái hệ thống luật của họ khác với lại dân luật và thông luật. Rồi luật của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thế thì thời kỳ mà các quốc gia xã hội chủ nghĩa mà có cái kế hoạch tập trung, tức là mọi cái gọi là phương tiện sản xuất, mọi cái năng lực sản xuất đều thuộc về nhà nước, từ việc là cung ứng vật tư cho đến việc là lên kế hoạch sản xuất với một cái số lượng lớn rồi phân phối, là đều nằm trong cái gọi là cái vai trò kế hoạch tập trung của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nó hướng về mà mang tính chất là của cộng sản chủ nghĩa. Thì như thế đó, đã có một thời gian dài là rất nhiều quốc gia là theo cái luật của xã hội chủ nghĩa. Và luật của các quốc gia thuộc về Phi Châu, cận sa mạc Sahara chẳng hạn, hoặc là các cái liên quan vấn đề luật pháp mà liên quan nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái đạo khẩm, luật của các quốc gia mà gọi là Viễn Đông. Thế thì là những cái ảnh hưởng này nó luôn luôn nó làm cho các cái quốc gia khi cam kết vào một cái điều ước nào nó vẫn có những cái tranh cãi, những cái là mâu thuẫn. Làm thế nào để chọn ra cái gọi là cái hệ thống luật nào là hợp lý. Thế thì các em có biết là Việt Nam chúng ta thì như thế là theo hệ thống luật nào không? Đầu tiên Việt Nam ngày xưa có cái bộ luật Hồng Đức. Đạo luật Hồng Đức thì cũng dựa vào cái vấn đề giáo dục đạo đức. Con người ta gần giống như là đạo khổng, tức là có hiếu với cha mẹ, kính trọng ông bà và phải trung thành với lại nhà nước. Chẳng hạn như ảnh hưởng đạo khổng là nó có những cái câu rằng ví dụ như là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Đấy là cái thời kỳ còn phong kiến. Cho nên cái đạo đức hồi đó của cái bộ luật Hồng Đức của Việt Nam nó cũng gần giống như là cái đạo luật của ông bà, của đạo khổng. Thế rồi trải qua cái thời 100 năm của Pháp cai trị Việt Nam thì chúng ta cũng ảnh hưởng vào cái hệ thống dân luật của Pháp, đó là hệ thống civil law của Pháp. Thì cũng soạn thảo và cứ căn cứ vào các cái điều luật như thế thì người dân phải thực thi, tuân thủ theo cái luật pháp đó. Và nhà nước thì cũng căn cứ vào luật pháp đó để điều hành như thế nào đó cho nó phù hợp. Đó là thời kỳ mà chúng ta là thuộc địa của Pháp.
Rồi sang đến thời kỳ từ năm 1945 ở Hà Nội, ở miền Bắc, và 1975 của miền Nam, thì chúng ta cũng có những thời kỳ gọi là kế hoạch tập trung. Cho nên luật của chúng ta lúc bây giờ là cũng ảnh hưởng theo cái luật của xã hội chủ nghĩa. Tức là mọi sự là cung cấp của nhà nước, không có cái chuyện là quan hệ thị trường, không có cái việc là buôn bán tự do. Thì đấy là chúng ta cũng đã trải qua một thời kỳ như thế. Và bây giờ thì sau thời kỳ đổi mới thì chúng ta cũng đã ký rất nhiều các cái điều ước quốc tế, và từ cái chỗ đó cũng đã điều chỉnh lại luật pháp của chúng ta cho nó phù hợp với một cái nền kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế thì nền kinh tế thị trường thì chúng ta cũng cam kết vào cái việc tự do thương mại, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp làm thế nào để có thể là thực hiện được theo các cái quy định của cái hiệp định đó, hiệp định thương mại. Và vì do cái yêu cầu của thị trường như thế cho nên từng bước là chúng ta phải sắp xếp lại các cái văn bản luật cho nó phù hợp. Và ngay kể cả những vấn đề xét xử ở tòa án thì cũng phải xem lại cho nó phù hợp với lại cái yêu cầu của một nền kinh tế thị trường. Và mới đây thì tòa án tối cao cũng đã bắt đầu thừa nhận một số và đã ban hành một số cái vụ xét xử và xem đó như là án lệ, thì nó cũng gần giống như là cái hệ thống của common law, tức là Việt Nam chúng ta vẫn còn có những cái là căn cứ vào civil law là dân luật, và cũng có nhiều cái là bắt đầu là nghiên cứu về cái hệ thống common law là thông luật. Thế thì trước khi chúng ta vào cái phần gọi là tổ chức quốc tế, các cái tổ chức quốc tế, thì cô cũng có một cái ví dụ để cho các em vừa là vui và vừa là hiểu thế nào là các cái quan hệ về luật pháp. Người ta đưa ra có 6 cái chọn lựa. Một, cái đề tài của nó là cấm xe đi vào công viên. Thế thì trong này nó có 6 cái tình huống. Là ông nam sẽ có thể là tiết kiệm được 10 phút để đi làm việc nếu như ông ta băng qua cái công viên đó. Thì có được phép không? Vì người ta bảo là cấm xe đi vào công viên. Đấy, vậy thì ông nam này chỉ vì là muốn nhanh chóng đi vào công viên để mà băng qua được, tiết kiệm được vài con đường đến cái chỗ làm nhanh hơn, thì có được phép hay không? Cái tình huống thứ hai là cái ông cảnh sát đã đuổi một cái người cướp nhà băng. Và vì trong cái lúc đuổi như thế và ông cảnh sát này cũng vẫn muốn băng qua công viên. Để mà vì khi đuổi một người ăn cướp thì nó có nhiều người đuổi chứ không phải một mình ông này, thì ông này theo cái dàn trận là ông này sẽ đi qua công viên để mà đón đầu, để bắt tên cướp. Có được hay không? Rồi những cái người mà gọi là bị thương, thế thì xe cứu thương đang là đưa cứu thương một cái người này ở trong một cái tình trạng cấp cứu rất là căng thẳng rồi, vì anh ta bị đụng xe bây giờ căng. Thế thì bây giờ nếu băng qua công viên thì nó đỡ được một cái đoạn đường để mà đưa cái người bị thương này đi qua, thì có được hay không? Rồi là buổi chiều đến thì bà Loan bà ấy lại có một cái xe đẩy một cái cháu bé, bà ấy đi vào công viên, có được hay không? Rồi một cậu học sinh là lái cái, chạy cái xe đạp băng vào công viên, có được hay không? Rồi những ông gọi là hội chiến binh để một cái xe tăng để làm cái nơi kỷ niệm ở trong công viên, có được hay không? Thế thì 6 tình huống này chúng ta thấy tình huống nào được? Tình huống nào được? Thì ở đây cô muốn nói rằng tình huống nào hay được hay không được là nó tùy thuộc vào cái vấn đề đối tượng điều chỉnh và cái phạm vi điều chỉnh của luật. Thế bây giờ những người ta bảo không được thì người ta nói cái ông nam này đi làm việc
mà ông ta chỉ muốn tiết kiệm thời gian của ông rồi ông đi vào công viên như thế, trong khi ở trong công viên là có những người tập thể thao, những người đi bộ, rồi ông mới vội vàng như thế ông đâm vào người ta thì sao? À, không được. Đấy. Rồi á, là ông cảnh sát đuổi tên cướp thì chắc chắn đuổi tên cướp là phải có cái sự ngăn chặn, có khi là giở súng ra bắn. Thế thì vào công viên mà như thế thì có liệu rằng là có chết người hay không? Thì người ta cũng bảo là không được. Thế và cái xe cứu thương chở người cấp cứu và để băng qua công viên để đi mau đến nhà thương. Nhưng mà người ta cũng bảo là đi vội như thế mà băng qua như vậy, đường trong công viên này đường nhỏ là ảnh hưởng đụng tới người dân thì sao? Cho nên người ta cũng bảo là không được. Thế và cái bà Loan thì cái xe cút kít đẩy cháu vào, vào công viên là cái nơi của những cái người mà gọi là tập thể dục nghỉ ngơi, thì bà ấy, người ta vẫn nghĩ là bà ấy có thể được. Hoặc là cái đứa trẻ học sinh nó lái cái xe đạp chạy vòng vèo thì chắc là cũng được. Hoặc là cái nhóm của mấy ông cựu chiến binh để một cái xe tăng bất động thôi cho người dân chiêm ngưỡng thôi thì tại sao không được? Thì đấy là những cái nói là được và không được. Nhưng về mặt luật pháp thì người ta lại nói khác. Người ta bảo rằng muốn được hay không được, anh phải làm rõ, anh không thể nói rõ là cấm xe trong công viên, mà anh phải nói cấm loại xe gì, cấm những đối tượng nào, phạm vi ra sao. Đấy, đấy là luật pháp. Thì ý là cô đưa ra cái ví dụ này là để cho mọi người suy nghĩ thêm một chút. Tức là muốn để mà luật pháp cho nó rõ ràng thì văn bản luật càng phải quy định cho hết sức rõ ràng về đối tượng bị chi phối và phạm vi để mà ảnh hưởng của cái luật đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần gọi là sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai từ 1945 đến năm 1949. Tháng 2 năm 1945 đã có một cái hội nghị tổ chức ở Yalta của Liên Xô để mà bàn, bởi vì lúc bây giờ chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc và những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết giữa các cái nước đồng minh, một là nhanh chóng diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít của Đức và chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản, hai là tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, bởi vì lúc mà chiến tranh như thế thì có nhiều quốc gia là bị là sụp đổ, bị phá hủy rất là lớn. Thì bây giờ phải làm thế nào để tổ chức lại sau chiến tranh? Thứ ba nữa là phân chia thành quả giữa các cái nước thắng trận. Và chúng ta sẽ nghiên cứu về cái tổ chức Liên Hiệp Quốc là trong cái hội nghị Yalta đã bàn tới cái chuyện là ra đời cái tổ chức Liên Hiệp Quốc. Mục đích của tổ chức Liên Hiệp Quốc là làm thế nào? Bởi vì sau cái sự ảnh hưởng của cái chiến tranh thế giới thứ hai như thế thì các cái mục tiêu để mà phải hình thành Liên Hiệp Quốc để đảm bảo những cái vấn đề là duy trì một cái hòa bình và an ninh của thế giới. Thứ hai nữa là thúc đẩy một cái sự là tôn trọng trên toàn thế giới thông qua những cái tinh thần là hợp tác toàn cầu. Và tiếp đến là sự tôn trọng về luật quốc tế. Và đối với lại tổ chức Liên Hiệp Quốc này thì cũng có những cái mục tiêu, đó là làm thế nào bàn để có một cái sự là bình đẳng giữa các quốc gia, sự tự quyết của các quốc gia có chủ quyền và vấn đề là bảo vệ các cái quyền cơ bản của con người. Từ đó, các cái nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, một là bình đẳng chủ quyền của các quốc gia thành viên và cái quyền tự quyết của mọi dân tộc. Quyền tự quyết ở đây là người ta nói đến cái vấn đề là toàn vẹn về lãnh thổ cũng như là sự độc lập về chính trị của các quốc gia. Độc lập về chính trị có nghĩa là lúc bây giờ quốc gia nào là quốc gia quân chủ, quốc gia nào là quốc gia quân chủ lập hiến, rồi quốc gia nào là quốc gia là chuyển thành ra là chế độ Cộng hòa, và quốc gia nào là quốc gia chuyển sang xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn là độc lập về vấn đề chính trị, tổ chức này không can thiệp. Thì nguyên tắc của nó là hoạt động phải tôn trọng như thế. Thứ ba nữa là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
Thứ bốn là giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua con đường hòa bình. Thứ năm là vì cái sự thắng lợi ở trong cái thế chiến thứ hai là chủ yếu là của Anh, Mỹ và Liên Xô, thì vậy thì với vai trò của những quốc gia này, họ đưa ra là có 5 cái quốc gia mà phải có sự đồng thuận của cả 5 quốc gia này, sự nhất trí, người ta dùng từ nhất trí chứ không phải là đồng thuận, là nhất trí của cả 5 quốc gia này, tức là chỉ cần một quốc gia không đồng ý là cũng không được. 5 quốc gia là gồm có Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Thế thì thành viên của Liên Hiệp Quốc á, thì từ đầu nó, khi mà lúc mà bàn cái chuyện này thì có 51 thành viên đã gia nhập vào cái tổ chức Liên Hiệp Quốc. Rồi thì trên cơ sở là cả hiến chương của Liên Hiệp Quốc thì các quốc gia nào muốn gia nhập vào cái tổ chức này thì đều phải cam kết là tuân theo cái hiến chương và phải được là sự đồng ý của 2/3 số phiếu của hội đồng, của đại hội đồng. Và các cái thành viên của Liên Hiệp Quốc thì cho đến năm 2015 thì đã có 193 quốc gia là thành viên. Và Việt Nam của chúng ta là thành viên thứ 149 vào năm 1977. Tổ chức của Liên Hiệp Quốc thì nó bao gồm thứ nhất là Đại hội đồng, thứ hai là Hội đồng Bảo an, thứ ba là Ban Thư ký và thứ tư là Hội đồng Kinh tế Xã hội. Và bên cạnh đó thì có một số các cái tổ chức khác mà theo đúng chương trình của chúng ta là chúng ta học về các tổ chức quốc tế. Riêng phần của lịch sử chúng ta nghiên cứu sâu hơn một chút về Liên Hiệp Quốc. Thế Liên Hiệp Quốc á, thì Đại hội đồng thì các thành viên của Liên Hiệp Quốc đều cử một đại diện của mình để tham gia vào Đại hội đồng. Và mỗi một thành viên như thế thì được là bình đẳng bằng một lá phiếu của mình. Và đối với Hội đồng Bảo an á, thì có 15 thành viên. Trong 15 thành viên này thì có 5 quốc gia là cái thành viên là thường trực, là cái permanent member, tức là thành viên thường trực. Thì thường trực của Hội đồng Bảo an á, thì gồm có Trung Quốc, Pháp, trước đây là Liên Xô và bây giờ là Nga, Anh và Mỹ. Và 10 quốc gia khác đã được bầu. Trong 193 thành viên đó thì ngoài 5 người là thành viên thường trực ra thì các quốc gia cứ 2 năm một nhiệm kỳ thì đều là bầu 10 thành viên khác để tham gia vào cái hội đồng này, có 15 thành viên, là 10 cái thành viên này là thành viên không thường trực. Và 5 cái thành viên mà thường trực á, thì đều có cái quyền gọi là quyền phủ quyết. Nếu trong trường hợp một cái vấn đề gì mà gọi là quan trọng mà đưa ra lấy ý kiến của hội đồng mà chỉ cần một trong 5 thành viên có quyền phủ quyết này không đồng ý thì cũng phải ngừng lại để bàn tiếp. Và chức năng của Hội đồng Bảo an á, là nhằm cái mục đích á, là quản lý về cái lực lượng quân sự để làm thế nào á, là giải quyết những vấn đề liên quan đến chiến tranh, liên quan đến vấn đề ổn định của thế giới. Tuy nhiên là với cái quyền lực của Hội đồng Bảo an thì nó không hạn chế ở trong cái hành vi quân sự mà nó còn có những cái quyền khác để mà thực hiện được những cái quyền về làm thế nào bảo vệ được cái nền hòa bình thế giới khác. Chẳng hạn như là giải quyết các cái vấn đề tranh chấp. Mới đây thì Việt Nam đã được bầu là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an cho nhiệm kỳ 2020-2021. Và trước đây năm 2008-2009 của cái nhiệm kỳ 2008-2009 thì Việt Nam cũng đã là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Như vậy là lần này là lần thứ hai chúng ta là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Thế Ban Thư ký thì có Tổng Thư ký, có Tổng Thư ký của để mà điều hành những cái công việc thường xuyên của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc cũng có cái Hội đồng về Kinh tế và Xã hội. Hội đồng Kinh tế và Xã hội này nó cũng có một cái nhiệm vụ rất là lớn và nó giải quyết những cái vấn đề hợp tác quốc tế, hợp tác trên toàn cầu liên quan đến cái tiêu chuẩn sống của thế giới, tiêu chuẩn sống của người dân của thế giới.
Và nó cũng đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái vấn đề là bảo vệ những cái quyền cơ bản nhất của con người, cái basic human right của con người. Và nó từ cái chỗ đó thì cái hội đồng này cũng rất lớn, là có 27 thành viên tham gia vào cái đại hội đồng. Và hội đồng có tên là ECOSOC, The Economic and Social Council. ECOSOC, người ta hay viết tắt nó là ECOSOC. Bên cạnh những cái tổ chức này thì luôn luôn có một cái tổ chức rất quan trọng, đó là Tòa án Công lý Quốc tế. Tòa án Công lý Quốc tế thì theo cái quy định hiện hành thì nó chỉ giải quyết những cái tranh chấp của các quốc gia có chủ quyền. Còn những việc mà liên quan đến các cái thành viên hay là các cái cá nhân hay là các cái tổ chức thương mại thì cái đó thì lại được giải quyết ở các cái cơ quan trọng tài khác. Còn này là các quốc gia tranh chấp, ví dụ như là tranh chấp về hải đảo, tranh chấp về biên giới, tranh chấp về vùng trời, tranh chấp về việc là chiến tranh xảy ra giữa các quốc gia, thì cái tòa án quốc tế sẽ là cái người là đứng ra để giải quyết các cái tranh chấp này. Ngoài ra thì có một số các cái tổ chức quốc tế mà rất là quan trọng, đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, một cái gọi là The International Monetary Fund, IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, rồi cái Ngân hàng Thế giới, The World Bank, rồi cái Trung tâm Quốc tế về giải quyết tranh chấp về đầu tư, rồi một cái tổ chức nữa là Hợp tác về Kinh tế và Phát triển. Thế thì chúng ta sẽ nói qua một chút về các cái tổ chức này. Thế thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế là vai trò của họ là gì? Được thành lập sau cái chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu của nó là làm thế nào tái thiết lại các quốc gia và ổn định đồng tiền của các quốc gia. Và họ cho vay những cái đồng tiền mạnh để đổi các cái đồng tiền yếu đối với những trường hợp mà một quốc gia bị khủng hoảng về tài chính mà có khả năng là ảnh hưởng đến thế giới. Ví dụ như là năm 1997, đầu tiên là từ Thái Lan rồi lan ra các quốc gia châu Á về vấn đề khủng hoảng tài chính, thì ngay lập tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải bơm tiền vào để ổn định cái đồng tiền bạc của Thái Lan. Rồi khi đã ổn định rồi thì lúc bây giờ họ mới trả lại, họ mới thu hồi lại cái đồng tiền đó. Thì vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là giúp cho các quốc gia trong những cái lúc mà không ổn định về tài chính, bởi vì tránh cái sự lây lan cho một cái khu vực hay là cho toàn cầu về vấn đề khủng hoảng tài chính. Như thế thì họ cũng yêu cầu trong trường hợp nếu giả tỷ như cái quốc gia đó mà nặng nề thì họ phải vào cùng ngồi và cam kết cải tổ lại cái vấn đề kinh tế. Nên làm như thế nào để phục hồi lại kinh tế. Còn Ngân hàng Thế giới thì chức năng của nó là ngân hàng cho vay, nhưng không phải là cho vay như là các cái ngân hàng thương mại khác, mà Ngân hàng Thế giới này chỉ cho các quốc gia vay. Những quốc gia nào nghèo nhất thì ngân hàng cho vay. Ví dụ như là có những cái khoản vay là không có lãi hoặc là lãi rất thấp và có cái gọi là cái thời hạn rất là dài. Ví dụ như là Ngân hàng Thế giới đã cho Việt Nam vay để làm con đường quốc lộ số 1. Thế thì từ cái chỗ mà cho vay như thế thì cái mục tiêu của Ngân hàng Thế giới là gì? Là giúp cho quốc gia đó phát triển về kinh tế, phát triển về giao thông, phát triển về vấn đề là lợi ích cho xã hội. Và một cái mục tiêu nữa là cái gì? Là họ giúp cho những cái nhà gọi là những cái nhà đầu tư quốc tế, những nhà đầu tư nước ngoài khi đến cái quốc gia đó thì có những cái cam kết làm thế nào để mà giữa chính phủ và cái nhà đầu tư đảm bảo cái những cái vấn đề là đầu tư có hiệu quả và đầu tư là phải lành mạnh và đầu tư là có một cái sự là bình đẳng song phẳng giữa cái quốc gia đó và nhà đầu tư. Thì cái vai trò của Ngân hàng Thế giới là họ cũng giúp cho những cái vấn đề đó như thế. Và Ngân hàng Thế giới hiện tại là tồn tại, vẫn còn có hai cái ngân hàng để giải quyết những cái vấn đề của Ngân hàng Thế giới. Một là cái ngân hàng quốc tế về vấn đề tái thiết và phát triển.
một cái tổ chức nữa là một cái hiệp hội để phát triển quốc tế. Thì hai cái nơi này, một cái là gọi là hiệp hội, thì họ nắm các cái thông tin, các cái vấn đề là nghiên cứu để làm thế nào giúp cho Ngân hàng Thế giới và đầu tư cũng như là tái thiết một cái quốc gia. Còn cái tổ chức ICSID, nó là một cái International Center for the Settlement of Investment Dispute. Trung tâm này là trung tâm quốc tế về vấn đề giải quyết tranh chấp. Bởi vì có đầu tư, có tái thiết, có người thụ hưởng, chắc chắn là có sự tranh chấp. Không tranh chấp về những vấn đề trong hợp đồng, đôi khi nó là tranh chấp ngoài hợp đồng. Thì như thế nó cũng phải có một cái tổ chức để giải quyết những cái tranh chấp này. Chúng ta khái niệm, bởi vì trong bài học của chương trình lớp 12 chúng ta đi vào các cái khái niệm, thì cô đưa ra các cái khái niệm. Còn thì các em khi mà học lên rồi các em sẽ nghiên cứu sâu hơn. Và một cái tổ chức nữa là tổ chức về vấn đề hợp tác kinh tế và phát triển, là gọi là OECD, là một cái Organization for Economic Cooperation and Development. Thì mục tiêu của nó là exchange of information, trao đổi về thông tin. Thứ hai là liên quan đến cái vấn đề là các cái dự án liên doanh. Tư vấn về các cái dự án liên doanh. Họ vừa là tư vấn nhưng đồng thời là họ cung cấp thông tin để mà các bên ngồi đàm phán với nhau. Mấy hôm nay chúng ta đang ở cái dịch, đang ở cái cao trào, ở cái đỉnh của cái dịch cúm corona, virus corona. Và người ta nhắc nhiều đến cái vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới là cái The World Health Organization, viết tắt là WHO. Vậy thì đây là một cái tổ chức đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Và cái chức năng của họ là cái gì? Họ được thành lập vào năm 1948. Mục tiêu của họ là làm thế nào mà có thể là thu thập được những cái vấn đề là liên quan đến sức khỏe của con người. Và đồng thời họ duy trì, họ có những cái hành động để mà thực hiện cái vấn đề nghiên cứu, phát triển về vấn đề thuốc men, tăng cường cái sự là chăm sóc sức khỏe của toàn thế giới. Thế thì vai trò của họ là như vậy. Và cái dịch bệnh này nó là một cái dịch bệnh mặc dù xuất phát từ Vũ Hán của Trung Quốc, đã gây ra bao nhiêu người bị mắc vào bệnh và đồng thời gây ra bao nhiêu cái chết. Từ cái ban đầu như thế và bây giờ nó lan tỏa ra toàn thế giới, thì cái vai trò của cái Tổ chức Y tế Thế giới WHO này lại càng rất nặng nề. Và họ thường xuyên kiểm tra thông qua cái thống kê đó, họ đánh giá Việt Nam chúng ta làm rất tốt. Có những cái tin gọi là tin giả, cứ nói là che giấu. Làm sao che giấu được? Bởi vì họ có mặt, có nhân viên của họ, có chuyên gia của họ có mặt tại Việt Nam, hàng ngày cùng với Việt Nam, có bao nhiêu người cách ly, từ máy bay về cách ly ngay, hoặc là có bao nhiêu người bị dương tính thì đều đưa vào các cái bệnh viện để chữa trị. Và đến bây giờ hôm nay có hơn 50 người đã khỏi bệnh, đã ra khỏi rồi, chúng ta có hơn 200 ca bị dương tính. Nhưng mà đến hôm nay là tin rất là tốt là đã có 50 mấy người khỏi bệnh rồi. Thì điều đó mặc dù vậy nhưng mà nhà nước vẫn trên cơ sở là cái toan tính của mình, cũng như sự giúp đỡ, sự tư vấn của các cái chuyên gia quốc tế, thì chúng ta vẫn xác định rằng phải làm sao chiến thắng cái dịch bệnh này bằng những cái phương pháp cần thiết nhất. Cho nên ngày hôm nay thì đã có lệnh là cách ly trên toàn xã hội 14 ngày. Để sau 14 ngày này mà không có trường hợp nào xảy ra nữa thì chúng ta có thể yên tâm là chúng ta đã diệt được bệnh. Và những người mà 200 lẻ mấy người, đã có 50 mấy người đã khỏi bệnh rồi, số còn lại tiếp tục được chữa trị. Và nếu như chữa trị mà khỏi bệnh nữa thì coi như mà chúng ta không phát hiện thêm ca mới nữa. Tất nhiên là cái cầu mong của cô và mọi người là không có phát hiện thêm ca mới, nhưng cũng có thể là vẫn có lây lan ở đâu đó, hoặc là những người từ nước ngoài về có thể là vẫn còn sót
một số người thì cái chuyện này thì mình phải làm thế nào để cho cái dịch bệnh này sau 14 ngày nó có một cái kết quả rất tốt. Thì đấy là cái vai trò của nhà nước chúng ta, của chính phủ, của các cái bác sĩ, của các bệnh viện. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là có sự giám sát của các cái tổ chức thế giới thì không có cái chuyện mà đưa tin sai được. Tin rất chính xác, cô tin là như thế. Rồi một cái tổ chức nữa mà các em cũng học ở trong sách giáo khoa của các em là tổ chức UNICEF. Nó là một cái quỹ, nó dùng từ fund có nghĩa là một cái quỹ. United Nations Children Fund, quỹ nhi đồng. Quỹ nhi đồng của Liên Hợp Quốc. Và quỹ này cũng được thành lập năm 48 ở New York. Và mục tiêu của nó là làm thế nào bảo vệ cái quyền của trẻ em, giúp cho trẻ em làm thế nào đạt được những cái kỳ vọng, những cái mơ ước của các em. Thế thì sau chiến tranh là rất nhiều đứa trẻ không có cha mẹ, rất nhiều đứa trẻ khó khăn, thì cũng được cái quỹ này giúp đỡ, chăm sóc, nuôi nấng, ăn học, rồi thậm chí là tạo điều kiện để mà phát triển được. Thì đấy gọi là cái quỹ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng có quỹ nhi đồng của Việt Nam, cũng của Liên Hiệp Quốc nhưng mà có chi nhánh ở Việt Nam. Thì các cái hoạt động của nó là hỗ trợ, cung cấp cái sự hỗ trợ và cái quỹ để làm thế nào những trẻ em có tai nạn, có gọi là bất hạnh, những trẻ em bất hạnh trong thiên tai, hoặc là những trẻ em ở những cái vùng nghèo đói ở Phi Châu chẳng hạn, đấy, làm thế nào để có được một cái cuộc sống tốt hơn. Và nó cũng đưa ra những cái chương trình gọi là phát triển giáo dục cho trẻ em. Một cái tổ chức nữa mà chúng ta cũng có trong cái phần bài giảng của chúng ta, phần của giáo trình của chúng ta, đó là cái quỹ về bảo vệ những cái con vật ở hoang dã. Thế thì là cái mục tiêu của cái quỹ này nó là gọi là cái World Wildlife Fund, WWF. Nó thành lập năm 61 ở New York. Và mục tiêu của nó là bảo vệ những cái con vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và có nguy cơ là mất cái nơi ở. Ví dụ như chúng ta phá rừng, người bây giờ phá rừng nhiều quá thì chúng nó hết cả chỗ ở. Đấy, và chúng ta bắt nhiều con vật quá, thậm chí là cả một cái con voi có một cặp sừng mà mình lại lấy sừng để mình bán. Rồi cả cái con tê giác lấy cái sừng tê giác để mà bán. Thì muốn lấy được cái sừng tê giác thì biết phải giết con tê giác, cho nên rất là tội nghiệp. Đấy, và chúng ta đã phá rừng, đốt rừng để nó không có nơi ở. Vậy thì những cái hoạt động của cái quỹ này là làm gì? Đó là bảo tồn sự đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Thứ hai là đảm bảo và duy trì sử dụng các cái tài nguyên thiên nhiên và có thể tái sinh các cái tài nguyên thiên nhiên này, trồng rừng lại, tái trồng rừng lại. Và quá trình làm thế nào giảm bớt ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Thì đó là cái vai trò của cái tổ chức là WWF, là một cái tổ chức là liên quan đến bảo vệ các cái loài vật là hoang dã và hệ sinh thái của loài người. Chúng ta vừa mới nghiên cứu một phần trong sách giáo khoa của chúng ta về cái chương trình lớp 12 liên quan đến điều ước quốc tế và các cái tổ chức quốc tế. Thì cô muốn dặn các em rằng các em vẫn phải là xem sách giáo khoa, học sách giáo khoa, rồi nghe lại những cái băng video cô vừa mới giảng. Rồi thì hàng ngày các thầy cô sẽ trên online sẽ họp nhóm với các em, trao đổi cụ thể những vấn đề mà cô đưa ra, những cái câu hỏi đặt ra các em cũng sẽ được chấm điểm về vấn đề là hiểu biết của mình, giống như là các em ở trên lớp mà hàng ngày mà thầy cô vẫn là trả bài cho các em. Đấy, và ngoài ra thì cũng có những cái bài, những cái câu hỏi về trắc nghiệm về liên quan đến bài học của chúng ta để các em chuẩn bị đi thi cho nó tốt. Thì cô mong rằng với cái phương pháp đào tạo từ xa cũng như là đào tạo online bằng các hình thức video, bằng cái hình thức trực tuyến và bằng sách giáo khoa nữa, nó sẽ là cái kết quả rất tốt cho các em trong cái kỳ thi trung học, tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cô chào các em.